Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Chợ Rẫy Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt đường bê tông 4,5 m quý nhà ha, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có sản phẩm đây, ngang là 8 m, sâu vô là hơn 35 m quý anh chị ha. Hai mặt tiền đường gấp đây nữa nha quý anh chị. Đó, thì đường này là đường bê tông, đường thông hết luôn ha. Đó, trong này là khu dân cư đông đúc nha quý anh chị. Để đường này là điện nước đầy đủ hết rồi, điện nước nhà nước hết quý anh chị ha. Đó, thì từ đây anh chị đi ra đường nhựa đi khoảng độ tầm 50 m thôi, chút nữa em sẽ quay ra cho quý vị xem ha. Đó, thì đất mình là hiện tại là cao ráo phẳng bằng phẳng vuông vức, đã rào rồi nha quý anh chị. Thì cái này là rào kẽm gai với lại trụ bê tông ha, thẳng xuống dưới kia. Đó, bên này là rào lưới bên 10, là bên nhà bên kia rào nha quý anh chị ha. Đó, đất mình ở đây là sạch sẽ vuông vức, không có bị tốt tiết, không có bị vướng phong thủy gì quý anh chị ha, không có bị mồ mả gì nha quý anh chị. Đó, bên trong này là nguyên một vườn chôm chôm luôn ha. Nguyên một vườn chôm chôm, rất chỉ là lớn nha quý anh chị ha. Đầu sau cũng chôm chôm nè. Khu vực này là đất này rất gì tốt cho cây ăn trái nha quý anh chị ha. Đó, bên này cũng có mấy cây chôm chôm này đây. Đó, đây là thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha quý anh chị ha. Tại vì anh chị có thể là về làm vườn hoặc là về đầu tư sinh lời cũng được ha. Đó, giá chỉ có là 950 triệu nha quý anh chị. Đó, 950 triệu là anh chị sở hữu ngay một miếng đất cực kỳ đẹp của xã Long Tân ha. Thì từ đây anh chị đi ra chợ Long Tân ra tỉnh lộ 52 đi khoảng độ tầm chưa đến 2 km nha quý anh chị, khoảng độ khoảng 1,5 cây là đến ha. Đối diện là có nhà ha. Thì bây giờ em sẽ quay ra đường nhựa cho quý anh chị xem. Bên này đang là vườn. Đường này là ô tô, em nói lại là ô tô vô thoải mái nha quý anh chị ha, 4,5 m nha quý anh chị. Hai bên là hai nhà vườn hết quý anh chị ha. Phía trước đây là đường nhựa rồi, đường này là đường đèn đường chiếu sáng luôn, đi thẳng là ủy ban rồi chợ đây quý anh chị ha. Đi khoảng độ chưa tới 2 cây là đến ha. Hướng này là anh chị đi về Lăng Dài, đi về Suối Rau, về Hồ Tràm, Hồ Cốc, đi hướng này nha quý anh chị. Cách Hồ Tràm khoảng độ tầm 30 km ha. Rồi cách Suối Rau, đường Phước Tân Hội Bài đi khoảng độ tầm 15 km là đến nha quý anh chị ha. Dân cư đây san sát hết ha. Đất mình đây đi vô nha quý anh chị. Đây đi vô nè. Thì anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ cho em ha. Giá chỉ có 950 triệu. Còn bất nhà quý anh chị ha, là nhà vườn này. Rất là đẹp ha. Dân cư san sát, hợp hóa các thứ luôn này. Ở đây tập quá các thứ nè. Rồi, anh chị quan tâm thì liên hệ cho em nha. Đây là cái sâu quy hoạch quý nha. Thì đất mình là sát bên cái đường nhựa lớn rộng khoảng độ tầm hơn 20 m nha quý anh chị. Thì tổng diện tích là 286 m², có 100 thổ cư sổ hồng riêng quý anh chị ha, sang tên công chứng một nốt nhà nha quý anh chị. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ làm đăng ký kênh quý anh chị ha. Hẹn anh chị video sớm nhất nha.